rùng rợn đẩy con vào chảo dầu sắn nhận cái kết bi thảm chuyển nhân quả báo ứng tiệm gà sắn báo kim vãng ở thiên tân từng đăng có đôi vợ chồng dẫn theo đứa con trai 2 tuổi đến địa phương nọ mở kinh doanh gà sắn công việc rất phát đạt năm đó cuối đông người cha mới giết xong mấy mươi con gà và cũng mới vừa sáng xong anh nhấc chảo dầu sôi xuống đặt ở phía sau mình, rồi xoay người lấy thang bỏ thêm vào lò. Lúc này, thằng con trai mặc quần lũng đáy chạy tới phía sau lưng anh. Đã ôm lấy chân cha, núng nịu đòi bồng. Người cha do bận việc nên không quay đầu lại. Vừa đưa tay đẩy nhẹ thằng bé ra, vừa nói, đi chỗ khác chơi đi con. Nhưng anh bỗng nghe tiếng con thét lên thảm thiết. Hóa ra, anh quên bén cái chảo dầu sôi đang nằm phía sau mình và cú đẩy nhẹ kia làm con té vào chảo dầu. Anh vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu, thấy cả vùng mông và cơ quan sinh dục của thằng bé bị bóng nặng. Xem như dù có bảo toàn được mạng sống, nhưng thằng con phải chịu tàn phế suốt đời. Con trai bị dầu sôi rắn chính là họa báo hiện đời đối với cặp vợ chồng chiên rắn chúng sinh này quả báo xuống địa ngục nếm thống khổ vẫn còn chờ ở phía sau nhưng đối với bản thân đứa bé mà nói chính là đời trước nó đã từng gieo ác nhân tương đồng nên phải chiêu cảm ác báo này đây chính là đạo lý đồng nghiệp tương cảm có người nói đây chỉ là nhất thời vô ý tạo thành bà thôi thực ra không đúng khi một người tạo tội ngày càng gia tăng thì sẽ đến lúc nước đầy tràn ly khi đó ác báo ập đến. Trong lương hoàng xám có đoạn, lại có chúng sinh thường bị ngưu đầu ngục tốt, tay cầm xoa sắc, móc bỏ vào vạt nước sôi nấu rục rồi gió thổi cho sống lại. Sống lại thì bị nấu nữa, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy. Phật đáp, vì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt, giết chúng sinh, trùng nước sôi, nhổ lông, sát hại nhiều đến không thể kể xiết. Vì ác nghiệp ấy mà phải hành tội như vậy. Giải thích, trên đây tạ cảnh hành hình tàn khốc, có lúc chúng sinh ta giết vật ăn không. Nơi bếp của các gia đình ăn thịt cũng là chốn hành hình loài vật giống hệt như vậy. Chúng ta đối đãi với vật làm sao thì ngục tốt hành ta y vậy, nhưng tàn khốc hơn vạn bội. Vì sao suốt một ngày đêm tội nhân phải vạn lần chết đi sống lại. Nghĩ kỹ, xem đời này chúng ta đã giết ăn biết bao nhiêu chúng sinh rồi, có còn nhớ nổi hay không? Nếu như hôm nay chẳng dùng tấm lòng thành để sám hối, cầu Phật lực gia trì, tiêu diệt tội xưa, thì đợi đến khi bị ném vào chảo dầu, vạt nước sôi, rồi có hối cũng đã muộn. Từ vô thị đến nay, chúng ta chẳng biết từ thổi nào đã tạo vô lượng tội. Có lẽ đến nay ác báo vẫn chưa ập tới. Nếu như chúng ta đã làm qua sói lang và từng ăn thịt động vật, thì ác nghiệp ấy rất sâu nặng. Có cái báo trước, có cái báo sâu. Chỉ Phật và Bồ Tát mới biết, chứ chúng ta không thể nào biết rành. Không những làm ác sau khi chết bị đọa địa ngục thọ khổ, mà đời này còn bị ác quả rất lớn. Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng, sẽ thấy hiện tượng quả báo này xảy ra nhan nhạn khắp nơi trong cuộc sống. Xin đăng tải mấy chuyện sát sinh hiện thế báo có thật để chứng minh. Câu chuyện số 1 Cắm đầu vào nồi vì bạo sát Có một người làm nghề đồ tể ở huyện Lâm Thanh, Đông Sơn. Một hôm, người ấy đem tiền mua một con trâu, con trâu linh tính tự biết mình sẽ bị giết chết nên đứng hoài không chịu đi người kia nắm dây mũi kéo mạnh rồi đánh con trâu túi bụi con trâu cố né đòn roi và nhất định không đi cho đến khi gượng sức yếu dần thế rồi để mặc cho người đồ tể kia kéo lôi quát tháo khi con trâu đi ngang trước cửa nhà phú hộ nhìn thấy người chủ của nhà ấy Bỗng nhiên hai chân quỳ xuống, nước mắt chảy đầm đìa như muốn xin người kia cứu mạng. Ông Phú Hộ thấy tình cảnh như thế, cảm động vô cùng. Hỏi người đồ tể đã mua con trâu này với giá bao nhiêu? Đáp, tám dạng quan tiền. Ông Phú Hộ ngỏ ý mua lại con trâu để cứu mạng nó. Nhưng người đồ tể vì giận con trâu quá ư ngạnh, trì trệ không đi làm ông mệt nhọc nên nhất định không bán. Phu ông cứ năn nỉ mãi, xong người ấy một mực từ chối, còn nói Bởi vì con trâu này đáng ghét, nên tôi nhất định đem nó về làm thịt mới hả giận của tôi. Con trâu nghe lời người đồ tể nói, biết không cần hy vọng nào sống sót, liền từ từ bước đi theo ông. Người đồ tể giết trâu xong, đem thịt trâu bỏ vào trong nồi chưng nấu, rồi về phòng ngủ một giấc đến 3 giờ sáng ngày hôm sau mới đi xuống bếp ném thử vị mặn lạc của nồi thịt trâu nhưng đi lâu rồi mà chưa trở lại phòng ngủ tiếp vợ người đồ tể thấy kỳ lạ nên đi tìm vừa bước xuống nhà sau bà ấy liền quản kinh hồn vía trời ơi nửa phần trên của chồng bà đã đâm đầu vào trong chảo bị chưng nấu chung với nồi thịt trâu Thử nghĩ xem, tất cả loài động vật cũng như con người đều tham sống sợ chết. Thấy con trâu sợ hãi khi biết mình bị giết, đồ tế đã không có lòng thương xót, trở lại còn thêm lòng sân hận, ác là nghiệp sát của người đồ tế này quá nhiều. Khi ấy, nỗi oán hận trong lòng của con trâu rõ ràng thêm sâu, hai nỗi sân hận đồng cảm với nhau, nên đồng chung số phận bị chưng nấu quả báo hiện tiền quả báo hiện tiền trong quyển bút ký của tiên sinh kỷ hiểu lam có ghi câu chuyện quê ông có một người họ cổ tướng mạo xấu xí thân hình to lớn sống bằng nghề mổ giết trâu vợ con của ông cũng rất giỏi nghề này cách sử dụng dao của bà cũng nhanh nhẹn như ông không khác ngày qua tháng lại cuộc sống của gia đình ông được sung túc ấm no nhưng ngậm ngùi thay sự êm ấm no say của họ được đổi bằng nỗi bất hạnh của những con vật bị giết thời gian sau mắt ông cổ bị đau nhức nhiều tìm hết thầy này thầy nọ chữa trị tiền của hao tổn mà vẫn không hết lần hồi ông không nhìn thấy được gì nữa đôi mắt ông đã mù riêng phần vợ ông lại bị chứng bệnh lở loét hôi dơ máu mũ ung đầy, chảy ra tanh hôi, quần áo bị dính chặt vào người, hễ động đậy là đau nhức không chịu nổi. Suốt ngày rên la trên giường không nghỉ, lảm nhảm nói, đây là do lúc trước ta cắt cổ và lộn da trâu, chúng đau đớn thế nào thì ta phải chịu gấp đôi như vậy. Ôi biết bao giờ mới thoát khỏi cực hình này. Nói xong, rên la liên tục suốt ngày đêm Mọi người đến thăm Thấy tình cảnh ấy cũng thương tình Nhưng không biết làm sao Thế rồi sau thời gian bị hành hạ Vì chứng bệnh quái ác Bà nhắm mắt lìa đời trong đau đớn hải hùng Việc này đã được cô con dâu nhà họ thẩm Chính mắt trông thấy và kể lại Ôi, nghiệp giết hại loài vật Tội báo rất nặng Xét như con trâu Thật có công rất lớn đối với con người Đã giúp chúng ta biết bao việc nặng nề vì sao lại giết trâu ăn thịt quả báo hiện tiền nhân quả không sai chạy rất mong mọi người hãy để tâm suy nghĩ việc này thật thấu đáo kẻ tàn ác chết đau đớn kẻ tàn ác chết đau đớn trước đây có một vị tri huyện họ trương đặc biệt thích ăn món chân ngỗng và trái tim của con dê còn sống mỗi lần muốn ăn món chân ngỗng trước tiên ông sai người bắt ngỗng bỏ vào chảo sắt, sau đó đốt lửa. Nhưng phải là lửa lớn thì chân ngỗng mới ngon. Do vậy, ngọn lửa từ dưới lò được quạt cháy dữ dội, đỏ rực một vùng. Thương cho con ngỗng bị sức nóng của lửa đốt, quảng hốt nhảy loạn cả lên. Nó quạt đôi cánh, cố dùng lên khỏi nắp chảo, xoay bên này bên kia, miệng kêu la nghe rất thảm ban đầu con ngỗng còn phản ứng mạnh nhưng dần rồi nó quằn quại trong lòng chảo nóng đến nỗi không cần cất tiếng kêu được nữa đôi chân của nó bị đốt phòng to lên máu toàn thân tụ về đau đớn khôn xiết nhưng đó là chỗ mà người đời cho là món ăn đặc biệt thế rồi nó liền bị người ta cắt đứt đôi chân lại tiếp tục đun nấu cho đến khi toàn thân ngỗng đều chín tới thử tưởng tượng như việc này mà xảy ra với chúng ta hoặc người thân của chúng ta thì quả là một cực hình không sao tưởng tượng nổi. Vậy mà có người lại nỡ làm như vậy với con vật chỉ vì một miếng ăn ngon, thật là tàn ác biết bao. Còn khi muốn ăn món dê thì ông bắt trói con dê treo trên đầu cây cột sau bếp rồi dùng dao đâm xuyên ngực xương sườn của con dê, sau đó mới mòi lấy trái tim dê đem đi nấu nướng còn về đau đớn kêu la thảm thiết tiếng kêu của nó nghe rất sầu não đôi mắt ngoái nhìn quanh quất như tìm dĩ cứu tinh hai chân lay động như muốn vượt khỏi xích xiền thế rồi sau thời gian thụ hưởng như thế thần của vị tri huyện kia bỗng sưng lên đầy mụn nhọt độc chạy chữa thế đào cũng không hết rền là đau đớn suốt ngày và tri huyện bị quả báo Rắn nhập xác người báo quán Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước 75 thì chắc chắn những tờ nhật báo tha hồ khai thác để làm tiền thiên hạ và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cái cảnh dập dìu tài tử giai nhân đùa nhau tới chùa tìm hiểu sự vụ hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền thêm nữa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy đến đương sự hiện nay là một ni cô đã ngoài ba mươi tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm về thăm chốn tổ, chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định. Chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, y đã kể lại chuyện đời của y cho tôi nghe. Tâm tưởng, pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên, đại học sư Phạm Quế sắp ra trường. Cả gia đình y không ai biết đạo phận là gì cả y đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa một hôm y về thăm nhà ở lại trong căn phòng nhỏ thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới giữa khuya thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng y hét lên đánh thức cả nhà cha y đang ngủ nhỏm dậy cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết không lâu sau đó ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống nằm dài suốt ngày này qua tháng khác thân hình mỗi lúc một tiều tụy chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám ra được bệnh đành về nhà nằm tiếp cô gái trở lại đại học xá đang học thì được tin cha chết cô chạy như bay về nhà vào lúc giữa trưa đứng bóng cô chạy ngay giữa đường xe hơi nhưng kỳ lạ thay, không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần hai chục cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài, khẳng kín mít chỉ chờ cô về để đưa ma, vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi lịch số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịch quan tài mở tung cái nắp hòm moi dứt ra mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác chết cho tới khi lộ gương mặt thay ma rồi cô dùng mười ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát xong chạy ra giữa đường cười ha hả lên ta đã trả được thù rồi ta đã trả được cả hai mối thù mọi người quá bất ngờ không kịp phản ứng vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng họ không kịp trở tay và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập nhiều người đàn ông lực lưỡng song vào can ngăn nhưng đều bị gạt cho té nhào sau đó hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài theo đó người ta biết được câu chuyện đại khái như sau nguyên kiếp trước cô là một người đàn ông có vợ người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ người vợ chết trong tâm trạng quốc hận nên đã tái sinh làm con rắn còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm con rắn bò vào nhà toàn mổ cô gái để trả mối thù xưa thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị tình phụ ở kiếp trước, tức là của con rắn bị giết ở kiếp này, đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy, nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy ngày càng xa xúc hồn ma báo quán không những nhập vào cô gái làm cô khi tỉnh khi say mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết đôi khi vào những ngày thất thất trai tuần của người cha vị thầy đang tụng kinh phải rợn ốc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng cô gái bỏ học về nhà thức suốt ba đêm thắp hương giữa trời cầu khẩn vị nào có phép thần thông lúc đó cô chưa hề biết phật xin hãy giải mối quan khiên nghiệp chướng cho cô lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc vị ấy nhập vào xác cô gái bắt người anh phải đưa cô lên chùa trúc lâm xin hòa thượng thế phát quy y trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được nói xong cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần hai chục cây số lên tới chùa trúc lâm tới nơi trong khi người anh sụp lạy hòa thượng trụ trì như tế sao xin hòa thượng cứu cho em gái thì cô gái cứ đứng sừng sững ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười Hòa thượng quắt mắt nhìn cô gái, quát lên. Quỳ xuống! Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chầm chập vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút cây roi bằng gỗ dâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai, quỳ xuống, thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười, nói. Vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ. Theo những gì xác cô gái nói thì đó là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn đã diên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc. Vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát quan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có quan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa Ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng, một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Mỗi lần bước vào cổng trường là tự nhiên cô bị câm không thể nói một tiếng nào cho tới khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường, nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị quan hồn con rắn mà cũng là bạn đời trong kiếp trước nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu, muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn như tử của sư trưởng tôi. Một hôm, sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch. Bạch sư trưởng, sư trưởng đánh con quan ức lắm. Y có ý nghĩ thối lui, về nhà không muốn tu, nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho y tu hành để giải quan nghiệp với con và y mà thôi. Sư trưởng tôi bảo hồn ma, Bây giờ ta quy y cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không? Dạ, dạ thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng. Hồn ma có vẻ mừng rỡ, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn. Xin sư trưởng quy y cho con luôn sư trưởng tôi làm phép thọ tâm quy y cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô hồn ma được pháp danh tâm tính còn cô gái pháp danh là tâm tưởng từ đó cô gái được yên ổn tu hành không bị quấy nhiễu bắn đi một dạo khá lâu bỗng một đêm kia sau giờ chỉ tịnh tức là khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ. Cô gái sòng sọc chạy vào liêu của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi, Ai đó? Tâm tính hay tâm tưởng? Cô gái trả lời ngay, Dạ, con là tâm tính. Cô bé thị giả đang hầu quạt cho sư trưởng, vì lúc đó vào mùa ăn cư, khí trời khá nóng nực, nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rợn ốc. Sư trưởng bình tĩnh dậy. Ta đã bảo, ngươi hãy để yên cho nó tu. Sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? Có phải như vậy là cả ngươi lẫn nó cùng khổ cả không? Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua xác cô gái. Dạ, dạ bà sư trưởng, con không theo nó nữa. Con chỉ muốn tới báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai. Xin cảm tạ sư trưởng. Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điệu. Và từ đó, hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong chuyện Ni cô kể, khi kể chuyện này thì cô gái đã là một tỳ kheo ni trong đạo tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định mỗi người qua quá trình luân chuyển ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam khi khoác lốt người nữ cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn khi mang thân nam nhi và tự ti khi khoác hình hài nữ nhân đều vô lối lại nữa bản chất của mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ không ai thiếu ai chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý Thứ hai, chẳng những nam nữ là quyển quá mà người và súc sinh cũng thay nhau như bẩn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn rết như chơi. tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước, vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể quan hay ưng Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hềm bất cứ ai, vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nên trong kinh Di giáo, Đức Phật có dạy, nếu ai cắt xẻ thân thể người ta ra từng mảnh đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lạy Phật, mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp may hiếm có này. Ở hiện tiền kia, mang chứng bệnh thống khổ hành hạ rất lâu mới chết. Nghề đồ tể Thanh bước vào chuồng, đưa mắt nhìn con heo đang đi đi lại lại vòng quanh chuồng dáng vẻ thấp thỏm, sợ hãi. Cũng phải thôi, chắc nó đã chứng kiến mấy con hôm trước, còn trong chuồng, thoáng chốc bị anh lôi đi, rồi sau đó là những tiếng kêu xé màn đêm hải hùng, và đoán được chuyện gì xảy ra. Không quan tâm, sợ hay không cũng thế thôi, Thành mở cửa chuồng, đưa tay, tóm lấy đuôi heo, kéo mạnh nó ra con này nặng lại phản kháng dữ dội khiến thanh hơi vất vả nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề đó chỉ là chuyện nhỏ thanh với tay lấy cái móc kim loại được thiết kế riêng thọc một nhát vào họng nó con heo ré lên tiếng thất thanh máu bắt đầu chảy ra từ cổ họng dãy giụa đau đớn bốn chân không yên ghì chặt xuống nền đất không muốn đi nhưng vẫn phải chấp nhận bị thanh lôi sền sệt mà không làm gì được thanh dùng sức giữ và đập đầu nó thật mạnh nhanh tay lấy cái thao nhựa đã được chuẩn bị sẵn để bên cạnh rồi dùng con dao bầu nhọn quắt rạch một đường sắc lẹm từ giữa họng đi xuống tiếp đến anh thọc dao vào tim nó nhưng không trúng lúc này máu của con heo tuy đã chảy lên láng thành dòng ồ ạt nhưng nó vẫn chưa chết mặc dù máu me đầm đìa da thịt bị thọc chỗ này xẻ chỗ kia nó vẫn không đầu hàng số phận lê lết một cách tuyệt vọng vòng vòng quanh lò mổ muốn trốn chạy nhưng biết chạy đi đâu trong dáng vẻ bi thảm như thây ma và đôi mắt lừ đừ của nó đến một tay đồ tể lão luyện như thanh cũng có chút rùng mình rồi thì con heo cũng gục xuống chỉ một lát sau đôi tay thuần thục của thanh đã phanh thay rã thịt cạo lông sạch sẽ lọc từng bộ phận riêng rẽ rồi rửa sạch gói gọn vào từng chiếc túi ni lông thắt lại đưa ông chú đem ra chợ bán còn túi mật heo tươi, nghe người ta nói bổ dưỡng lắm. Anh khéo cắt nó ra, ăn tươi nuốt sống. Mà anh thật ra cũng chẳng biết là nó có bổ thật hay không. Tên đầy đủ cha mẹ đặt cho anh là Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1971, ngủ tại đường 30 tháng 4, phường 12, thành phố Dũng Tàu. Năm 19 tuổi, ba đưa anh về ở bên nhà nội và cũng từ ngày đó anh bắt đầu mổ heo thuê cho ông chú chuyên bán thịt ngoài chợ cho tới năm 31 tuổi. Rộng rã suốt 12 năm trời, đêm nào Thành cũng mổ trung bình 4 tới 5 con heo. Riêng dịp Tết do nhu cầu tăng đột biến, số lượng heo anh mổ vượt trội gấp rất nhiều lần tuy tiền công mổ thuê cũng chẳng được mấy thế nhưng sau giờ làm thanh đi chơi suốt chìm đắm vào bài bạc bi da gái gú nhiều khi tự bản thân anh cũng thấy đời mình chẳng đâu vào đâu không có mục đích sống rõ ràng thực tình anh không ham thích gì công việc mổ heo và cũng chẳng biết đó là nghề bất thiện anh chỉ làm đơn thuần vì đó là công việc kiếm miếng cơm manh áo thế thôi chứ anh chẳng lường được những hậu quả sau này mình sẽ phải gánh chịu quả báo sau hơn chục năm trong nghề bệnh tật bất ngờ ập đến trong cơ thể thanh xuất hiện rất nhiều khối u to nổi hẳn lên ở dưới cánh tay và bụng trông lồi lồi lõm lõm nhìn rất ghê. Sờ bằng tay cũng đếm sơ sơ gần năm chục khối u, thật đáng sợ. Những khối u đó ngày đêm đau nhất khiến cơ thể thanh bức rứt, khó chịu, đứng ngồi không yên, vô cùng mệt mỏi. Chẳng những thế, anh mắc chứng đau đầu, đau một cách dữ dội như muốn nổ tung. Chắc anh chết mất em ơi, Thành vừa ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng xích lại, vừa rên rỉ nói với vợ. Trong cơn đau đớn cùng cực, Thành bất giác nghĩ đến dáng vẻ của những con heo đã bị anh tàn sát. Rồi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân cũng thê thảm không kém. Đôi tài thành đã gieo rắc không biết bao nhiêu đau đớn cho dòng tộc loài heo anh nợ chúng không biết bao nhiêu máu, không biết bao nhiêu mạng. Nỗi đau chúng đã phải chịu đựng, giờ đây chính anh cũng đang bắt đầu từ từ nếm trải, nào có khác gì. Đằng nào cũng ốm đau, lại chẳng tha thiết gì với nghề đồ tể. Bất chấp sự khó khăn về kinh tế sẽ đối mặt, Thành quyết định từ bỏ công việc này, chuyển sang làm lái xe từ năm 2002 chấm dứt chuỗi ngày tháng sát sinh không ghê tay vừa đi làm vừa tranh thủ kiếm thêm vài đồng vừa tìm cách chữa bệnh hoàn cảnh này thật không dễ dàng gì với một người đang ốm yếu thành bắt đầu tìm đến các bệnh viện đầu tiên anh tới bệnh viện ở bà rịa nhưng các bác sĩ nói không thể điều trị được những khối u này Thành lại mò mẫm, khăn gói lên bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhận được câu trả lời không khác. Nếu phẫu thuật cắt bỏ các khối u, sợ rằng nó sẽ phát tán khắp nơi trong cơ thể, đến lúc đó càng nguy hiểm hơn nhiều. Rồi Thanh lại tìm qua bệnh viện nhiệt đới và phát hiện thêm căn bệnh viêm gan siêu di bê, khiến anh càng thêm suy sụp anh bi quan thở dài nói với vợ em à cơ thể anh đau đớn mệt mỏi đi đâu người ta cũng không chữa được đời anh vậy là xong rồi tây y không chữa được thì mình giấy tứ phương tới nước này rồi ở đâu có cách thì mình thử anh đừng bỏ cuộc vợ anh động viên Thành cố gắng gượng, sốc lại tinh thần, tìm xuống trà dinh, cắt thuốc nam, đồng thời chịu khó tẩm bổ thân thể bằng đủ loại thịt thà cá mú, gà, bò, heo. Món gì anh cũng ăn, với hy vọng cơ thể được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhất có thể. Ngày này qua tháng khác, xác thuốc sau khi sắc xong đổ ra giường nhà đã chất thành đống mà bệnh tình vẫn không có chuyển biến thanh nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây có lẽ đã sắp tàn anh hoang mang sợ hãi nghĩ về cái chết ngày một gần hơn hành trình cứu rỗi vào một buổi sáng đẹp trời cô liên thành mà anh quen biết mở quán cơm chay dù mệt mỏi đau đớn, Thanh vẫn cố gắng tới ủng hộ cô ngày khai trương. Vừa ăn, Thanh vừa nghe dăng dẳng tiếng giảng Pháp của thầy thích giác nhàn trên TV do quán bật. Từ trước đến nay, Thanh đâu có để ý gì tới Phật Pháp. Vậy mà, không hiểu sao hôm nay, nghe thầy giảng, anh cảm thấy rất hay. Thầy khuyên người ăn chay, tụng kinh, niệm phật tránh giữ làm lành từng câu từng lời làm tâm trí anh rung động thành nghĩ bảo sao ngày trước mình uống thuốc nam mãi mà sức khỏe chẳng có tiến triển gì tẩm bổ bằng máu thịt của chúng sinh mà đòi bản thân khỏe mạnh thì cũng vô lý thật trong nội tâm anh đột nhiên có một sự chuyển biến mạnh mẽ thôi thúc anh cần phải thay đổi nghĩ là làm ngay. Thanh về nhà, bắt đầu tập ăn chay một tháng bốn ngày, rồi từ từ tăng dần lên. Thầy dạy gì anh đều làm cả. Anh đi phóng sinh, lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh vô lượng thọ. Chỉ mong sao khỏi bệnh là anh mừng lắm rồi. Vợ Thành mở một quán nước nhỏ ở bến xe qua mai, bà rịa, nên sao Thành chuyển sang chạy xe ôm ở bến xe đó. Anh chăm chỉ niệm Phật, vừa chạy xe chở khách, miệng vừa lâm râm niệm Phật cả ngày. Dù cơ thể yếu ớt, Thành kiên trì lạy Phật mỗi ngày vào buổi sáng sớm 120 lạy. Hôm nào bận quá mới giảm xuống 90 hoặc 60 lạy là thấp nhất. Ban đầu lạy Phật rất khó khăn và đau mỏi nhưng chỉ mất khoảng thời gian đầu. sau càng lậy anh lại càng khỏe hơn. Em ơi, nghe thầy thích giác nhàn giảng hay quá. Thôi, anh phát nguyện ăn chay trường. Thành nói với vợ một cách quả quyết. Thấy ý chí và sự tin tấn của chồng vợ anh dù chẳng biết thế nào nhưng vẫn đồng tình ủng hộ quyết định ăn chay và đi phóng sinh theo chồng để anh có động lực chữa bệnh kỳ diệu thay bệnh tật cũng dần thuyên giảm theo thời gian sức khỏe của thanh dần tốt lên mà không cần uống thuốc hay can thiệp điều trị sau hai năm tu tập miệt mài một hôm, Thanh qua bệnh viện nhiệt đới khám lại thì được bác sĩ cho biết con siêu di bê đã nằm im không phát tán. Mấy chục cái u ở tay và bụng cũng tiêu nhỏ lại và biến mất dần. Sự đau đớn cũng giảm đi đáng kể đến 80%. Đặc biệt, căn bệnh nhức đầu bay biến từ lúc nào chẳng hay. Thành tự diện trở về nhà, trong lòng khấp khởi hạnh phúc khoe với vợ, với mọi người trong gia đình. Phật Pháp đã giúp gia đình Thanh có một cuộc sống mới. Vợ anh khi trước còn bán tính bán nghi, thì nay niềm tin Phật Pháp trong cô đã trở nên vững chãi. Nhân quả không hề sai chạy, làm việc ác sẽ phải chịu quả báo ác. Nếu Thanh không kịp thời sám hối thay đổi như vậy, thì nỗi thống khổ anh phải chịu đựng sẽ còn khủng khiếp hơn bội phần ở những kiếp sống sau. Từ một tên đồ tể giết heo phải chịu quả báo bệnh tật. Nhờ ánh sáng Phật Pháp, thành không những tự cứu được mình, anh còn nhận ra con đường chân chính của cuộc đời. Thế gian này vốn là một biển khổ, sống chết nối dâu, kiếp này kiếp khác, nếm hết khổ này đến khổ khác, mãi như vậy có ích gì? Qua lời Phật dạy, Thanh đã nhìn thấu, nên anh nguyện từ nay cho đến hết kiếp. Một lòng tu hành, nguyện giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà để được giải thoát, mãi mãi an vui. Phật Pháp không chỉ cứu chữa cho thân bệnh mà còn cứu rỗi linh hồn của Thanh. Kiếp này cũng như muôn kiếp về sau nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông td media vui lòng không sao chép với mọi hình thức nữ đồ tể buông dao tỉnh ngộ quyến yếu ớt ngã khuỵu xuống máu từ trong người ộc ra như suối từ đầu đến chân nhuốm một màu đỏ tươi cô nhìn thấy toàn thân mình nằm trên dũng máu rồi bất ngờ liệm đi lúc nào chẳng hay một lúc sau người thân phát hiện ra quyến bị băng quyết trầm trọng mới nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện băng ca được đẩy vào phòng các bác sĩ tức tốc tiến hành cấp cứu rồi truyền nước biển cho cô dần dần quyến tỉnh lại nhưng trong người vẫn khó chịu bất bách kỳ lạ cô đưa tay lên ôm lấy phần ngực như có ai đang bóp nghẹt, cả tay và chân đều bị co rút. Thấy tình hình chưa ổn, họ quyết định siêu âm cho cô. Tìm thấy một khối u, kích thước khá lớn nên đã tiến hành mổ lấy ra ngay lập tức. Quyến vừa sinh con được 3 tháng, lại bị băng huyết từ trước, cộng thêm quá trình mổ xẻ khiến lượng máu trong người lúc này gần cạn kiệt, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc để bù cho lượng máu đã mất bệnh viện phải huy động rất nhiều đơn vị máu mới đủ truyền kịp thời giúp cô thoát cơn thập tử nhất sinh cô hồ thị quyến sinh ra ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh thuộc tỉnh trà vinh gia đình đông con chỉ sống dựa vào nghề làm ruộng nên cuộc sống cực khổ vất vả đến thì con gái như bao người khác quyến xây dựng tổ ấm cùng anh Trần Văn Thuận, có với nhau bốn mặt con, ba gái và một trai. Cuộc sống hôn nhân cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Để cải thiện kinh tế, hai vợ chồng làm công việc mua bán heo, rồi tiến tới mở lò mổ. Một số heo đem giao cho bạn hàng, số còn lại quyến mang ra chợ bán lẻ cho người dân làm ăn phát triển gia đình cô tậu được căn nhà cơm ăn áo mặc no đủ tưởng rằng cuộc sống từ đó êm đềm hạnh phúc ai ngờ đâu dài ba năm sau bệnh tật bất ngờ ập xuống trong người quyến thường xuyên xuất hiện những khối u lớn cứ mổ lấy ra một thời gian sau lại mọc tiếp lập đi lặp lại như vậy quyến đã phải phẫu thuật nhiều lần mỗi lần cô đều rất đau đớn mệt mỏi quằn quại chột dạ Quyên nghĩ mình chả khác nào mấy con heo trong chuồng hết con này đến con kia lần lượt lên bàn mổ bản thân cô thì năm lần bảy lượt cũng phải lên thớt nằm trong phòng hồi sức hình ảnh những con heo kêu réo quằn quại dưới lưỡi dao sắc lẹm lại gần gợn hiện lên trong tâm trí vẫn như mọi lần quyến phát hiện thêm một khối u nữa xuất hiện dù đã mổ nhiều, nhưng lần nào cô cũng lo lắng như lần đầu tiên. Ca mổ hoàn thành, bác sĩ thông báo với cô. Không giống như ba lần trước, lần mổ này là khối u ác tính, cô phải truyền quá chất thôi. Quyến bất ngờ, hồi hộp, hỏi lại một lần để xác quyết. Tôi bị ung thư sao bác sĩ? Bác sĩ hạ giọng đáp. Đúng vậy, mặc dù đã quen sống trong bệnh tật nhiều năm quyến vẫn sững sờ trước kết luận này cô không nghĩ thần chết lại gọi tên cô sớm đến vậy cô bỏ dở công việc ở lò mổ nằm trong diện truyền quá chất mỗi lần truyền xong cơ thể như có lửa đốt bức rước khó chịu tóc rụng cả đầu người xanh xao hốc hát gầy xõm cả đi nhìn lại quãng thời gian sống chung với bệnh tật suốt bao năm quyến tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải chịu đau đớn khổ sở như vậy cuộc đời thật bất công bất hạnh đâu chỉ dừng lại ở bệnh tật đứa con trai duy nhất của cô mắc bệnh động kinh cứ đều đặn một tháng lên cơn co giật đến ba bốn lần bệnh viện đã kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra nguyên nhân rõ ràng dù đã điều trị nhiều lần nhưng đâu vẫn hoàn đó con người có tất cả vậy mà cô dường như chẳng có gì con thì bệnh tật chồng cũng chẳng ra chồng dân gian có câu sướng quá quá hư kể ra cũng đúng với trường hợp của chồng cô khi còn đói khổ anh thuận chịu khó lao động quan tâm vợ con nhưng từ khi công việc mổ heo phát đạt cũng gọi là dư giả một chút thì anh sanh tật ăn chơi nhậu nhẹt có khi đi suốt chẳng thèm về nhà, mọi công việc trong gia đình từ bé đến lớn đều do một tay Quyến cán đáng. Ơi thế nhưng anh Thuận không những chẳng biết điều, cứ hễ về nhà lúc nào lại cãi nhau với vợ ngay lúc đó. Quyến giờ đây đã sức tàn lực kiệt trước những bất hạnh dồn dập ập xuống đầu. Cô không ngừng trăn trở về nguyên nhân, do đâu mình lại phải chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ này. Và đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Năm 2001, mẹ của Quyến Lâm trọng bệnh. Ba năm sau, bà ra đi. Tham khảo mọi người xung quanh, Quyến tìm tới chùa, thỉnh sư cô tới giúp đỡ gia đình làm tang lễ. Khi sư cô tới nhà, thấy gia đình mổ năm con heo làm đám, sư cô liền khai thị không được sát sanh như vậy nhất là trong đám tang làm như vậy sau này mẹ cô phải đầu thai làm heo gia đình sát sanh ắt cũng phải hứng chịu quả báo từng lời từng chữ sư cô nói ra khiến quyến có chút bối rối cô đáp lời thưa sư cô mẹ con đã khuất bóng còn nghĩ làm thịt năm con heo để làm đám coi như lần cuối được báo hiếu cho trọn vẹn sư cô liền nhấn mạnh gieo nhân lành gặp quả lành gieo nhân ác gặp quả ác khi mình mang đau khổ tới cho chúng sinh thì đương nhiên mình cũng phải chịu đau khổ tương ứng nhân nào quả nấy cô phải nhớ rõ đó vốn sinh ra và lớn lên ở một miền quê hẻo lánh chẳng có chùa chiền không có phật pháp quyến không hề biết thế nào là nhân quả báo ứng cô không biết rằng sát sanh động vật là một tội ác những điều sư cô nói thật xa lạ. Tuy nhiên, Quyến cũng cảm thấy có phần hợp lý. Cô trầm ngâm, suy tư rồi bắt đầu lo lắng, hoang mang. Nhưng cảm giác đó cũng sớm tan biến khi việc tang lễ còn đang ngập ngụa. Sau này, vào những lúc rảnh rỗi, mấy lời khai thị đó lại hiện lên văng vẳng trong đầu. Quyến ngẫm nghĩ, mơ hồ bắt được manh mối, lý giải cho thắc mắc về những bất hạnh trong đời mình. Cô bắt đầu xiên đến chùa, một phần để tụng kinh hồi hướng cho mẹ như lời sư cô hướng dẫn, một phần muốn tiếp xúc với chùa chiền Phật Pháp nhiều hơn. Cuối năm 2004, vào một buổi đêm, Quyến chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mấy người phụ diệt đang mổ heo trong lò. Trong đó có một con heo vừa được mổ xong xuôi rồi đẩy xuống khỏi bàn. Nó đã bị chọc họng, phanh thay, máu me còn đẫm trên bàn. Bất thình lình, quý nhìn thấy con heo đó chính là đứa con trai bị động kinh của mình. Cô hết hồn, bật người tỉnh dậy. Rồi Quyến bình tĩnh trở lại, cô thầm nghĩ, phải chăng những lời sư cô nói là đúng? chẳng những thế nhiều lần quyến mộng mị thấy mình tự tay lôi mấy đứa con mà hằng ngày cô hết mực yêu thương đem lên bàn mổ heo cô dùng dụng cụ đâm họng lóc da xẻ thịt con mình như đang làm thịt những con heo không khác mỗi khi tỉnh dậy cô kinh hãi thất thần hình ảnh đó ám ảnh cô ngày đêm đó chỉ là giấc mơ linh tinh quyến tự nhủ trấn an tinh thần nhưng vì giấc mơ lặp lại nhiều lần nên cô cứ nửa tin nửa ngờ không phân định được quãng thời gian này quyến tạm ngưng làm nghề vì phải điều trị ung thư do vậy trong nhà không nuôi con heo nào cả một hôm cô lại nằm mơ nhưng giấc mơ lần này là về người mẹ đã tạ thế trong mơ quyến thấy nhà con gái có nuôi một con heo bự con heo đang nằm gọn trong chuồng, nó hướng về phía cô, ánh mắt ương ước, cất tiếng nói: "con ơi, con lại tấn mùng cho mẹ đi, mũi cắn mẹ dữ lắm." Quyến giật mình, tiếng con heo giống y hệt tiếng mẹ cô khi còn sống. cô hỏi: "trời ơi, thế này là sao vậy mẹ?" mẹ đã thành heo rồi. con heo trả lời: khi tỉnh dậy, Quyến không tin vào những gì mình vừa mơ thấy nhưng thương mẹ dù sức khỏe đang rất yếu cô vẫn quyết đi lên nhà con gái một phen lên đến nơi quyến mới hay đúng là con gái mình có nuôi một con heo nó rất bự và nằm trong chuồng y như cái dáng vẻ trong giấc mơ đêm qua không lẫn vào đâu được cô đi tới vuốt ve nó nhớ lại lời sư cô nói rằng mẹ cô sẽ phải đọa làm heo mà khóc nước nở mấy hôm sau cô con gái xuống nhà báo tin con heo bự đó chỉ bỏ ăn có một buổi chiều mà đã chết mất rồi quyến hay tình đau lòng rơi lệ khóc quyến khóc không chỉ vì cái chết của con heo tức mẹ cô đầu thai mà còn vì hối hận trước nghiệp sát sinh bao năm của mình vì sự thống khổ của biết bao con heo đã qua tay cô làm thịt cô không còn nửa tin nửa ngờ lời sư cô nói cô đã có câu trả lời cho những nỗi bất hạnh trong đời mình nhân quả báo ứng là có thật chẳng có gì bất công cả những đau khổ cô và gia đình phải chịu đựng là xác đáng chưa kể quả báo còn kéo dài trong tương lai nhiều kiếp về sau quyến rụng mình sợ hãi nghiệp quả quyết tâm bỏ nghề đồ tể cô hồi đầu sám hối lỗi lầm quy y tam bảo lấy pháp danh là diệu minh những ngày tháng đầu truyền quá chất trong bệnh viện mệt mỏi quá thì thoảng quyến ra ngoài đi lang thang tình cờ ngang qua một ngôi chùa ở quận 10, thành phố hồ chí minh liền xin được vào lễ phật lễ phật xong cô lắng lòng ngồi lại kể câu chuyện cuộc đời mình cho sư thầy trụ trì và được thầy giảng giải cho cô nghe nhiều hơn về phật pháp thầy khuyên con hãy bắt đầu tu tập ăn chay niệm phật để bù đắp tội lỗi xưa kia của mình và hướng tới một đời sống an lạc hơn quyến nhanh chóng tiếp nhận ngay khi trở về lại bệnh viện cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều ngày ngày chuyên tâm niệm phật quyến thương chồng muốn anh hồi đầu giống mình nên một lần đánh bạo khuyên nhủ anh gia đình chúng ta ra nông nỗi này là do hành nghề đồ tể cướp đi sinh mạng gieo rắc đau khổ cho biết bao chúng sanh trên đời này có nhân quả báo ứng anh hãy sám hối tu tập cùng em đi em nói linh tinh cái gì vậy vợ thì tha thiết là thế còn anh thuận lại nghĩ chắc quyến chẳng còn sống được bao lâu nên mới nói năng lung tung nên chẳng đoái hoài lời cô nói quyến được trở về nhà sau lần mổ thứ năm và truyền tám liều quá trị kể từ lúc đó quyến bỏ ăn mặn chuyển sang chay trường, siêng năng học hỏi giáo lý Phật Pháp, tu tập tinh tấn mỗi ngày. Cô cầu nguyện, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy cứu con, con muốn được sống tiếp để tu hành, hồi hướng công đức cho chúng sinh. Giờ đây, Quyến chỉ một lòng tu tập, không chán trường hay để ý nhiều tới căn bệnh ung thư của mình nữa. Thời gian cứ thế trôi qua. Vào tháng 5 năm 2007, Quyến tự nhiên bị cảm sốt liên tục, bất ngờ mọc lên một khối u ở gần cánh mũi. Tình huống này chẳng còn gì lạ với Quyến. Cô bình tĩnh lên bệnh viện khám, được bác sĩ kê đơn thuốc. Sau 15 ngày thì Quyến tiến hành mổ lấy u. Trong khoảng thời gian nửa tháng chờ mổ đó, cô thường xuyên lên chùa niệm Phật. Vừa niệm, cô vừa lấy tay rờ rờ vào khối u một buổi sáng tinh mơ, đồng hồ điểm bốn giờ, quyến tỉnh dậy rửa mặt, cô nhìn vào gương thốt lên, ớ, khối u đâu mất tiêu rồi? cô nghĩ có khi nào mình vừa ngủ dậy mắt còn lờ đờ nên nhìn không rõ, cô vội lấy tay dụi vào hai mắt cho tỉnh ngủ hẳn, rướn đôi mắt tới gần phía gương, một tay cứ lần lần trên mặt, biến mất rồi, cái u biến mất thật rồi quyến reo lên sung sướng cô biết đó là nhờ công đức tu hành niệm phật khối u đã không còn nữa và từ đó trở đi sức khỏe của quyến cũng ngày một tiến triển tốt hơn chứng kiến từng ấy chuyện xảy ra anh thuận cuối cùng cũng phải thừa nhận có nhân quả báo ứng phát tâm đi chùa niệm phật cùng vợ thỉnh thoảng làm thiện nguyện nếu trước ngang tàn thì nay đã hiền lành đàng hoàng hơn quan tâm vợ con hơn trước anh cũng quy y cửa phật lấy pháp danh là huệ tiết từ một gia đình làm nghề đồ tể giờ đây họ đã quay đầu trở thành một gia đình phật tử cả hai vợ chồng và các con đều quy y tam bảo nguyện bỏ ác làm lành nương theo giáo lý phật pháp để được an lạc về sau Quy luật nhân quả là một quy luật quan trọng, chi phối đời sống của mọi chúng sinh, không khó để quan sát sự hiện diện của nó trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm vững quy luật nhân quả, chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra và làm chủ tương lai của chính mình. Muốn có một tương lai tốt đẹp, hãy gieo nhân thiện lành, chớ dại dột tạo nghiệp ác. Tương lai phía trước chắc chắn đầy khổ đau. Chân lý rõ ràng là thế. Nhưng không phải ai cũng chịu quan sát và rút ra bài học cho bản thân. Đến khi quả báo đã chín mùi thì hối hận không kịp. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media. Vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Rụng rời khi biết sự thật đằng sau con gà trống trong mong cúng dỗ mẹ vì sao người ta lại giết hại động vật có rất nhiều lý do như để cúng cho người chết để bán để ăn hay thậm chí chỉ để mua vui bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét các lý do này lý do thứ nhất là giết các con vật để cúng cho người chết xin hỏi quý vị người đã chết rồi chúng ta cúng họ có ăn được không chắc chắn là không mâm cơm cúng người chết xong còn hay hết chúng ta đều rõ cả mang tiếng là cúng cho người chết mà sau đó toàn người sống ăn chứ người chết đó có ăn đâu câu chuyện lạnh xương sống này do một sư cô pháp danh là diệu thanh ở đà lạt kể lại chuyện chính trong gia đình của cô cha mẹ cô mọi người vẫn gọi là ông bà mười có tính tình đối lập nhau mẹ cô thì hiền lành thích đi chùa tu học theo đức hiếu sinh của phật còn cha cô thì ngược lại, ham thích sát sinh. Ông có thói quen mời bạn bè về nhà chơi rồi giết vật để đãi khách. Mẹ cô hết lời khuyên cha cô nên ăn chay niệm Phật, nhưng ông không nghe theo. Có một lần vào kỳ nghỉ hè, ông bà Mười cùng người cháu ngoại tên Hòa ra Dũng Tàu để nghỉ mát. Ngoài Dũng Tàu có nhà đứa cháu bà con tên là B gọi bà bằng gì Tối hôm đó khi ngủ ở khách sạn, bà Mười nằm chim bao, thấy cậu B đến mời hai ông bà đến nhà ăn đám dỗ mẹ mình. Trong giấc mơ, bà thấy hai vợ chồng bà đến nhà cậu B dự tiệc dỗ. Khi đó, cậu B đem ra chén nước có in hình bông súng nói Dì với dưỡng súc miệng đi rồi vô bàn ăn tiệc với tụi con Hôm nay đám dỗ mẹ con Bà Mười nhìn sau bếp mới nói Bữa nay tụi bay nấu gì để cúng dỗ cho mẹ tụi bay vậy? Vừa nhìn ra sao thì bà thấy mẹ cậu B bị cắt cổ ngang và bị cắt đứt hết một cánh tay, còn một cánh tay treo ở xà ngang. Bà Mười mới quảng hốt la lên. Trời ơi, sao mày giết mẹ để cúng dỗ cho mẹ mày vậy bê Nói xong rồi bà la lên thất thanh. Mộng đến đây, do sợ quá nên bà tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, bà kể toàn bộ giấc mơ cho chồng nghe. Ông ơi, sao tôi nằm chiêm bao thấy kỳ lạ quá. Thằng B nó mời hai vợ chồng mình đi ăn đám dỗ. Nó đem chén nước có in hình bông súng cho mình xúc miệng. Tôi ra bếp thấy vợ nó cắt cổ mẹ nó làm đám dỗ ông à. Chỉ còn một cái tay, cái tay kia vợ nó xé làm gỏi rồi. Ông Mười bảo, chỉ là mơ không có thật. Thức dậy là tỉnh rồi còn phải sợ gì nữa, bà suốt ngày toàn chim bao bậy bạ. Bà. Bà Mười kể thấy chồng vẫn không nghe, nên bà mới gọi cháu ngoại kể cho nó nghe để giải tỏa chút tâm lý, kiếm thêm đồng minh. Không ngờ, đến 7 giờ sáng hôm sau, thì cậu B đến khách sạn, thưa rằng, à, Dì Mười dưỡng Mười ơi, bữa nay là đám dỗ mẹ con, con mời dì dưỡng tới nhà con dự tiệc dỗ. Bà Mười nghe qua mới giật mình, sao mà giống trong mơ quá. Trong khi đó, hai ông bà chỉ vô tình đi dũng tàu nghỉ mát cùng cháu ngoại chơi mùa hè thôi, chớ không hề biết ngày dỗ kỵ của mẹ cậu B này. Bà liền kéo ông ra nói, Đó, thấy chưa ông, thấy chưa, chim bao tôi thấy hay chưa? Ông Mười quay sang khều bà, Thôi bà, bà giữ giùm cái miệng bà lại đi, đừng có nói bậy nói bà. Người ta nghèo khổ, đến ngày dỗ mẹ người ta, người ta có lòng mời, thì mình nghĩ tình nhính chút thời gian tới dự, chứ khước từ thì người ta tuổi thân. Ông quay sang nói với cậu B, Không sao đâu con, con về đi, khoảng 9-10 giờ dì Dượng sẽ ghé qua giữ đám dỗ. Đến hơn 9 giờ sáng, ông Mười kéo bà Mười đi tới nhà cậu B thì bà bảo, Thôi tôi sợ lắm, rõ ràng tôi thấy là đám dỗ má thằng B, tụi nó giết má nó để cúng dỗ cho má nó mà. Tôi sợ lắm, tôi không đi đâu Ông đi một mình đi Ông Mười nói Chim bao chỉ là mộng Đâu có thật đâu mà bà lo Đi đi, có tôi đây nè Bà đừng có sợ gì hết Sau cùng thì ông cũng dẫn được bà Mười Cùng cháu ngoại Ghé sang nhà cậu B giữ đám dỗ Vừa đến nhà Ngồi vào ghế Thì cậu B rót nước vào hai cái tách con mời dì dưỡng uống miếng nước xúc miệng rồi vô bàn ăn cơm với tụi con nhìn vào tách nước quả nhiên trên tách có in hình bông súng bà mười lên tiếng đó ông thấy chưa hồi hôm tôi nói rồi y hịch như vậy luôn ông mười khều nhẹ bà làm ơn giữ cái miệng lại giùm tôi bị chồng nói hoài nên bà hậm hực vậy để tôi ra đằng sau coi tụi nó làm cái gì để cúng má nó khi bà đi ra phía sau nhà bếp thì thấy ở cây sàn ngang nhà bếp treo toàn ten một con gà đã bị cắt cổ, chỉ còn một cánh. Còn cánh gà kia thì bị cô vợ cậu bê đem xé phay trộn gỏi rồi. Bà sợ quá, la lên. Ông Mười ơi, đúng rồi đó, con gà này chỉ có một cánh à, trong chim bao tôi thấy rõ ràng Nó làm thịt mẻ nó Rồi cắt cổ treo trên xà ngang Chỉ còn một cánh tay Cánh tay kia bị vợ thằng bê xé trộn gỏi rồi Bây giờ xảy ra y hịch như vậy luôn rồi Bà dội kể hết sự tình trong giấc chim bao Cho gia đình cậu B này nghe Vừa nghe xong Thì cậu này rùng mình toát bộ hôi lạnh Dẹp luôn Không ăn không uống gì nữa cả Cậu chỉ bới ba chén cơm trắng lên cúng mẹ, còn lại thịt gà gì bỏ hết. Cũng từ ngày hôm đó thì cậu B cũng ăn chay niệm Phật luôn, vì không ngờ chính mình lại giết mẹ để cúng dỗ cho mẹ. Sau này cả ông Mười cũng phát tâm ăn chay niệm Phật. Sưu tập gia thịt Chuyện này do chị Nga kể tại sân thượng Việt Nam Phật Quốc tự vào ngày 12 tháng 11 năm 2010. Chị làm việc trong một bệnh viện ở Hà Nội, chị nhớ rất rõ có một vị bác sĩ T rất nổi tiếng. Vị bác sĩ này chuyên ghép da mặt người này sang người khác rất thành công. Ông hay có thói quen là rất thích đi lột da của các trẻ sơ sinh đã chết hoặc những người đã chết ông tẩm thuốc rồi đem vào phòng lạnh để khi nào có người cần thì ông ghép nhưng phải trả cho ông một số tiền hậu hĩnh nhờ vậy ông có rất nhiều tiền và nhiều người biết đến không những ở việt nam mà nổi tiếng khắp nơi trên thế giới gia đình ông sống rất hạnh phúc ông có được một đứa con gái vừa đẹp lại thông minh cũng nổi tiếng ở hà nội lúc cô bé mới 13 tuổi chưa biết yêu là gì. Vậy mà không biết bao nhiêu chàng trai lớn nhỏ săn đuổi, tán tỉnh và chọc ghẹo. Một hôm trên đường đi học về nhà, cô bị một đám thanh thiếu niên chặn đường trêu ghẹo. Cô hốt quảng định bỏ chạy thì trong đám có một thanh niên tạt dầu mặt cô một chai axit. Cô đau đớn bỏ luôn tập sách ngoài đường, chạy khắp nơi trong làng kêu cứu dân làng nghe tiếng cầu cứu vội chạy tới xem thì bọn thanh thiếu niên kia đã trốn đi đâu hết thấy vậy bà con dân làng gọi xe đưa cô bé tới bệnh viện cấp cứu vào phòng cấp cứu các y tá nhân viên làm trong bệnh viện mới phát hiện đó là đứa con gái duy nhất của vị bác sĩ t đang nổi tiếng ở hà nội cho nên tất cả nhân viên bác sĩ chăm sóc cô bé rất tận tình sau đó thì gọi điện báo tin cho vị bác sĩ đó biết. Khi ông đến nơi, thấy con gái mình bị phỏng quá nặng, ông chết lặng cả người. Lập tức, ông đưa con mình vào phòng đặc biệt, đem những tấm da tốt nhất mà ông nhìn giữ từ lâu để ghép cho con gái mình. việc cái ghép không thành công lắm, vì có chỗ ghép được, còn có chỗ không thành. Thế là ông đưa con gái mình đến những bệnh viện Âu Mỹ để chữa trị mất rất nhiều thời gian và tiền của, nhưng con gái ông không thể bình phục được như xưa, nhất là tinh thần. Cô bé sống trong nỗi sợ hãi, lo âu, trầm mặc. Hằng ngày, cô bé phải gánh chịu từng cơn đau đớn do những nơi cái ghép da mới mà không biết là da của ai thay vào. Có thể nói, đó là một tai nạn to lớn đã đến với vị bác sĩ nổi tiếng ấy. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Câu chuyện số 1: Chú bò khóc khi nghe mình bị giết. Có những câu chuyện rất thương tâm, tôi không dám kể lại với ai, nhưng hôm nay tôi xin được lần đầu trải lòng mình trong bài viết này. Một cậu nhóc làm chung tôi nhà cậu là một lò mổ bò cậu chia sẻ những con bò mà ngày hôm sau đem giết thịt thì hôm nay tuyệt đối không ai nhắc đến chuyện giết trước nó vì nếu nghe được nó sẽ khóc đến ngày hôm sau nghe thì lạ nhưng trước đây tôi cũng từng nghe người khác kể như vậy có một lần cá biệt nhà hàng làm món bê thui có nghĩa là một con bò con họ sẽ tách nó ra khỏi mẹ khi sừng vừa mới nhú và lạ lùng thay hai mẹ con bò sẽ khóc suốt từ lúc bị chia lìa như thế ngày con bê bị người ta đập đầu tôi rất căng thẳng khi giết đến đây nên mọi người nếu không thích có thể bỏ qua ba người thanh niên khỏe sẽ giữ bốn chân và cái đầu của nó một người còn lại sẽ dùng búa sắt nện mạnh xuống sừng nó vì vị trí đó, bê con sẽ chết nhanh hơn. Cậu nhóc không được phép xem cảnh này. Và người ta thực hiện nó vào lúc giữa đêm, nhưng cậu đã lén nhìn. Chiếc sừng mới nhú của con bê bị chiếc búa dán xuống, lún sâu vào sọ. Con bê đau đớn, nhảy búng cả bốn chân lên sàn rồi té xuống, dãy đành đạch, máu từ đầu bắt đầu tuôn ra, chảy ướt cả nền xi măng phía dưới. Còn vật nhỏ tội nghiệp không biết tại sao mình lại bị giết như vậy. Chưa dừng tại đó, cậu nghe một tiếng kêu lớn của con bò mẹ còn bị cột trong chuồng. Giống như có một sự giao cảm của tình mẫu tử mà con bò mẹ bắt đầu khóc. Nghe đến đây, tôi cũng thấy cay cay khóe mắt. Có người từng bảo, nếu tất cả lò mổ đều làm bằng kính, chắc con người sẽ chọn ăn chay người ta vẫn ăn thịt vì chưa tận mắt nhìn thấy cảnh thương tâm mà các con vật khi bị giết người ta có thể say sưa vui hát trên những bàn tiệc nhưng họ đâu biết rằng rất có thể trong những dĩa thịt ấy từng chứa đựng sự đau thương tột cùng của sự chia ly mẫu tử của sự nghẹn ức bất lực xin hãy vì tình thương và lòng trắc ẩn Xin hãy tập ăn chay. Còn vật không thể tự cứu lấy mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn mạng sống cho chúng. Xin hãy làm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiết lộ sự thật rùng rợn của nghề luyện âm binh. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá, ngồi trên bếp lửa hồng ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất thần của ông tôi lúc kể lại ông nội tôi tên hương ông có một người bạn thân lâu năm tên là lý ông lý ở quê sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn hoạn nạn chẳng ngại khó ngại khổ cứ có ai nhờ là ông ấy giúp tận lực Thế nên gần xa ai cũng quý mến ông Lý. Chẳng hiểu thế nào, người tốt như ông ấy cuối đời lại thê thảm. Năm ấy ông Lý 49 tuổi, bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường. Bệnh tật hành hạ cho ông đau đớn, lê lết, rên rỉ, hết ngày này qua tháng khác, thuốc thang gì cũng chẳng đỡ. Thế rồi sau ba tháng liệt giường liệt chiếu, ông Lý ra đi trong sự đau xót khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng. Trước khi mất, ông Lý có gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn ông nội tôi. Ông tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, dường như giữa hai người có một bí mật nào đó. Con người thấy ông Lý sống tốt như thế lại chẳng có lấy một cái chết yên lành thì ngửa mặt lên trời mà trách than còn ông nội tôi thì chỉ lặng lẽ thở dài vì chỉ có ông là người duy nhất biết rõ ngọn ngành chuyện là hồi ông nội tôi còn trai tráng ông cùng với ông lý khi ấy là một chàng trai lanh lợi tràn trề sức sống hai người rủ nhau đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên lai châu một thời gian dài đào vàng vất vả trên đó cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng, lấy tiền công rồi về tìm việc khác để làm. Hôm đó, khi hết ngày làm việc, mặt trời đã xuống núi, trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một ông già người dân tộc Mông, tên là Qua. Không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng tối hôm đó, ông Lý có rủ ông tôi đi cùng tới nhà ông Qua, người dân tộc Mông ấy. Đó là một căn nhà sàn khang trang, vào bên trong gặp ông lão người Mông. Thấy ông ấy đã pha trà đợi sẵn từ bao giờ. Nghe hai người nói chuyện, ông nội tôi mới biết ông Qua, lão người Mông đó là thầy phù thủy thờ âm binh. Khi gặp Lý thấy tướng của Lý hợp căng với mình Nên ông qua muốn truyền nghề lại Một là để không bị thất truyền Hai là nhân đó có thể giúp đỡ cho nhiều người khác nữa Thi Lý hiền lành, có thiên phú dị bẩm Nên ông qua quyết định dạy cho Lý tất cả những gì mình biết Và từ đó Lý bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh những ngày tháng đó khó quên trong cuộc đời lý nói tới âm binh có lẽ cũng cần giới thiệu qua một chút vì đó là những hồn ma chưa được đầu thai song không được ai thờ cúng dứt dưỡng đầu đường xó chợ lang thang khắp nơi từ rừng quan đến thôn ấp thị thành vì không ai cúng cho ăn nên chúng đói khổ thê thảm Người đời hay gọi là ma đói, trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ, hễ nơi đâu có cúng thí thực thì tranh giao đến giành ăn nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều. Lợi dụng điểm này, các thầy phù thủy triệu hồi chúng về cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh thông qua các bùa phép thông thường các dòng linh được các thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh cũng đều là những dòng linh rất can cường hung dữ và từ đó chúng trở thành âm binh phục tùng mệnh lệnh của thầy pháp nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ phản lại thầy khi không được cho ăn đầy đủ khi thực hiện không đúng quy cách hoặc khi thầy phù thủy bị suy yếu pháp lực cho nên luyện âm binh là con dao hai lưỡi. Rất nhiều thầy cuối đời bị âm binh giật ngược trở lại, chết thê thảm. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện mắt. Mắt mà không thấy âm binh thì nói gì tới điều khiển nữa. Ông qua dạy lý, tối nào cũng ngồi ba giờ liền, nhìn thẳng vào ngọn nến mà cố gắng, không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ròng ròng, hai nhãn cầu đỏ ngầu như muốn nổ ra, Lý chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng Lý cũng rất cố gắng để vượt qua, tối nào cũng kiên trì đánh giật với cây nến. Sau khoảng hai tháng thì thành công, đó là khi Lý có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt. Bước thứ hai là luyện âm khí. Tối tối sau 10 giờ đêm, theo lời thầy dạy, lý xách một xô nước đi tới bãi Tha Ma, cách láng ở khoảng 2 km. Khi tới nơi, đổ nước xuống đất rồi nằm lên trên. Trước 5 giờ sáng thì trở về, đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về không được gặp bất kỳ ai và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước đó. Nếu gặp người nào đó hoặc có cái gì rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại, phải làm lại. Đêm đầu tiên, lý sách xô nước đi tới bãi Tha Ma, đổ xuống rồi nằm lên. Một mình giữa bãi tha ma tối tâm, Lý vừa run vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt ra. Cả đêm đó sợ không ngủ được. Vài đêm sau thì Lý mới quen dần. Những đêm sau nữa, Lý có thể nằm ngủ ngon lành tới trước 5 giờ sáng rồi thức dậy ra về. Chẳng mấy chốc, Lý đã ngủ ở bãi Tha Ma 99 đêm thành công. Tới đêm cuối cùng, Lý có một cảm giác rất lạ, dường như có ai đó luôn đi phía sau mình mà khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Tới bãi Tha Ma, vừa đổ nước xuống, nằm lên và nhắm mắt lại. Được một lát Lý bắt đầu nghe thấy những tiếng kỳ lạ, tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn đang xen. Lý mở mắt bật dậy, còn người muốn nổ ra, toàn thân run rẩy. Trước mắt Lý là những cảnh tượng hải hùng chưa từng thấy trong đời. Đây thì những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đòi mẹ, kia thì kẻ cầm bát xin ăn, kia nữa là những thân hình không đủ bộ phận, những hồn ma hình dáng kỳ dị, ghê rợn, đủ mọi sắc thái, chập chờn thoát ẩn, thoát hiện trước mắt Lý. Đó chính là lúc thành công giai đoạn 2, nằm 100 đêm trên nước ở bãi Tha Ma. Âm khí đã ngấm sâu vào người Lý và Lý trở thành người nửa âm, nửa dương. Có thể nghe thấy, nhìn thấy những hồn ma bước vào thế giới của ma quỷ bước thứ ba đó là triệu hồn các ma về luyện chú thuật để điều khiển chúng lý được ông hoa dẫn vào căn phòng thờ âm binh ngước mắt nhìn quanh thấy trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai mảnh xương sườn người ông hoa nói xương đó là ông lấy từ dưới mộ người bị sét đánh chết bên dưới là một bát hương to Lý rót ba chén rượu, lấy dao, trích đầu ngón tay, lấy ba giọt máu nhỏ vào, rồi thắp một nén hương, thực hiện nghi lễ gọi hồn ma tới. Mỗi tối một nén hương, khi nào thắp đủ một trăm nén, thì âm binh đã được triệu hồi về đầy đủ và có thể sai đi làm việc được. Đủ một trăm ngày triệu hồi âm binh rồi được ông qua chỉ dạy thêm tất cả những ngón nghề bắt quyết phụ chú vẽ bùa lý tiến bộ rất nhanh chẳng phụ công thì dạy dỗ sau rất nhiều dớt giả lý cuối cùng cũng đến ngày chính thức trở thành thầy phù thủy có thể đi kiếm tiền nhờ khả năng điều khiển âm binh có một điều quan trọng mà ông qua nhắc đi nhắc lại đó là 10 giờ tối cho âm binh đi, tới đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, sẽ bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm ti truy đuổi. Như vậy, chúng sẽ ghim hận, tìm tới thầy và trả thù và khi gọi chúng về phải có sẵn một lễ khao quân gồm nhiều thứ để thiết đãi cho chúng ăn, không thì chúng đói sẽ phản lại thầy. phải đặc biệt chú ý điều này không được quên. khi mới vào nghề lý khởi nghiệp bằng cách gọi những dông hồ mới chết về để người thân hỏi chuyện có ai thuê lý bảo họ ngồi vào điện thờ thắp hương và viết vào giấy tên tuổi nơi sinh và nơi mất của vong hồn rồi cho âm binh đi tiệp vong hồn ấy và kéo về trả lời những câu hỏi của người nhà cứ thế mọi thắc mắc của người thuê lý đều được trả lời thỏa đáng mọi người truyền tay nhau và dần dần lý cũng được nhiều người biết đến rồi ngày càng đông người tìm tới lý nhờ gọi hồn hơn có những người có thân nhân bị chết không thấy xác tìm tới lý nhờ giúp đỡ theo lời lý dặn trong giấy quả nhiên sau mấy ngày họ tìm được thi thể từ đó về sau danh tiếng của lý càng nổi sự nghiệp tiến triển lý chuyển sang tập làm những thứ khó hơn Lý bắt đầu điều khiển quân binh cho đi làm việc như tát nước, chặt gỗ mỗi khi có người thuê và đoàn âm binh của Lý tỏ ra rất đắc lực. Mọi việc đều được tiến hành từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Đúng 5 giờ, Lý gõ ba hồi chuông gọi quân về và không quên làm sẵn một mâm cúng thịnh soạn để khao quân. Thành công đến với Lý quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ ba năm, Lý đã có thể thành thạo đưa quân đi làm những việc mà ông qua, sư phụ của Lý, phải mất tới năm bảy năm mới làm nổi, dành tiếng nổi như cồn. Lúc này, Lý thấy tự mãn với khả năng của mình. Lý quyết định vượt qua hàng rào những lời răng dạy của sư phụ, bắt đầu nhận lời làm những việc táo bạo hơn như đưa âm binh đi hại người đó là điều cấm kỵ của những người luyện âm binh lúc còn học nghệ ông hoa đã dặn đi dặn lại dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người vì ắt sẽ gặp quả báo thầy pháp có cao tai ấn đến mức nào đứng trước quả báo cũng chỉ là mũi mồng mà thôi lý đã phớt lờ đi những lời răn dạy của sư phụ đồng tiền đã che tay bịt mắt lý lại cứ thế càng ngày lý càng lớn sâu vào những phi vụ đen tối đem âm binh đi hại người lý đâu biết chúng sẽ nhấn chìm cuộc đời lý sau này không ít những tên chủ bãi vàng những tên buôn lậu bỏ ra số tiền không nhỏ để nhờ Lý triệt hạ các đối thủ cản bước làm ăn của chúng và Lý đều nhận lời. Lý chờ đêm đến, cứ sau 10 giờ là điều âm binh tìm đến những láng trại của những người được thuê để triệt hạ, rồi lĩnh cho âm binh đốt láng trại giữa đêm làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Có những chủ bãi vàng khi chạy còn bị âm binh chặn đường, xô cho ngã xuống núi, dù không chết nhưng cũng tàn tật. Lý không có ý định giết họ mà chỉ làm vừa chừng để họ bị thương tật và không sức làm gì được mà thôi. Những việc làm đen tối của Lý ngày một nhiều, cuối cùng cũng đến tai của ông qua. Ông không kìm được tức giận, lập tức tìm đến gặp Lý. Ông qua mắng mỏ hắn một trận, hắn giận lễ phép, dân dạ với thầy. Hắn nói là hắn không dùng âm binh để giết người, mong thầy hiểu cho. Ông qua thấy trong đôi mắt của Lý giờ chỉ có tiền. Ông bất lực, biết mình có nói gì cũng vô dụng. Không khuyên ngăn được Lý, ông đành thở dài mà ra về. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn đệ tử mình dấn sâu thêm vào vực thẳm tội lỗi. Ông Lý đã giải nghệ mấy năm, không còn nuôi âm binh nữa, nên ông đành quyết định tìm tới một thầy phù thủy khác, nhờ ông ấy đem âm binh của mình đến đánh úp quân của Lý. Mục đích là chặn Lý lại, buộc hắn phải dừng tay tạo ác, và cuộc chiến giữa các thầy phù thủy bắt đầu nổ ra vì lý không biết trước nên khi quân âm binh của thầy phù thủy kia bất ngờ ập tới bao dây tứ phía rồi ào ào xông tới quyết chiến âm binh của lý đành chỉ biết đau khổ chống đỡ lớp bị chém bị đâm xối xả lớp gục xuống gào thét đau đớn đêm hôm đó trong làng gió mọi người gần xa đều ngửi thấy mùi tanh của máu Trẻ con, đứa đang nín thì khóc thét lên, còn đứa đang khóc thì tái mét, nín bật lại. Người ta còn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh, hòa vào trong gió, rợn hết cả người. Sau đêm đó, đoàn âm binh của Lý thường dòng rất nhiều. Năm giờ sáng, khi Lý gõ chuông rút quân về, Lý tá quả sực nhớ ra rằng mình đã không chuẩn bị lễ khao quân như mọi khi. Vừa bị đánh cho thương tích tơi bời, vừa mệt mỏi, đói khát cồn cào, đã dậy về nhà lại không được cho ăn, đám âm binh đùng đùng nổi giận, bao nhiêu bức xúc chúng dồn hết lên đầu Lý, chỉ chớp mắt, chúng ào ào xông tới tấn công, khiến Lý không kịp trở tay. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi bước vào, chỉ thấy Lý nằm giật trên sàn. Mắt nhắm, miệng u ơ mãi mới nói được một câu. Tìm ông qua. Rồi lăn ra bất tỉnh. Ông nội tôi lập tức chạy tới nhà ông qua để cầu cứu. Nhưng ông lão từ chối. Ông nói, Lý đáng bị như vậy. Gieo nhân nào gặp quả ấy có bị thế thì mọi người mới yên được. Nếu cứu Lý thì hắn ắt sẽ ngựa quen đường cũ. Không thể ngồi trơ mắt nhìn bạn mình chết. Ông nội tôi đã quỳ trước cửa nhà ông Qua khẩn cầu ông ra tay cứu Lý. Đáp lại ông là vẻ mặt cương quyết của ông Qua. Không là không. Thực ra ông Qua có một nỗi khổ giấu kín trong lòng chứ chẳng phải lòng dạ ông sắt đá. Trong tâm ông khi ấy cũng dặn có dữ dội. Một ngày một đêm trôi qua, ông nội tôi vẫn quỳ ở đó, nhất quyết không đứng dậy cho tới khi ông qua nhận lời. Cuối cùng, ông qua cũng mềm lòng, đành phải gật đầu đồng ý. Ông cùng ông nội tôi đi tới nhà của Lý. Tới nơi, ông nội tôi thấy toàn bộ khu vực quanh đó âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Còn ông qua thì thấy rất nhiều âm binh, mặt mày hung tận, còn đang bao dây đó, chưa chịu buông tha cho lý. Ông qua đứng yên lặng một lát để quan sát, nét mặt toát lên sự sợ hãi. Rồi ông bước vào nhà, nhìn thấy Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Ông biết tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng nếu không ra tay sớm không chỉ lý sẽ chết mà còn kéo theo bao nhiêu hậu quả về sau vì lũ âm binh giờ đây đã mất kiểm soát không ai điều khiển được chúng nữa để càng lâu chúng càng trở nên mạnh hơn và lôi kéo đông âm hồn tụ về biến thành một âm sào quỷ quyệt tác quái gây hại cho dân Khổ nỗi ông qua đã già, lại đã giải nghệ, không còn ở thời kỳ phong độ như xưa, không còn đủ sức mạnh để khống chế đám âm binh hung tợn đó. Không còn cách nào khác, ông phải lặng lội mời tới sư huynh của mình, thuở xưa cùng học pháp thuật chung một thầy, tên là Hoàng. Nể tình đồng môn huynh đệ, cũng vì muốn cứu một mạng người, ngăn chặn hậu quả mai sau, Ông Hoàng nhận lời. Khi hai người vừa tới trước cửa nhà Lý, ông Hoàng bỗng dừng lại. Đôi mắt đâm chiều nhìn vào căn nhà đó. Hồi lâu, ông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, từ từ đưa ánh mắt e ngại nhìn sang ông qua. Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên ông qua chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hơi, ông hoàng nói đó là nghiệp của hắn đã gây ra ắt phải chịu quả báo cả ta và đệ đều hiểu nếu muốn cứu hắn nặng thì mất mạng nhẹ thì cũng trở thành phế nhân dù biết điều đó nhưng ông hoa vẫn muốn cứu lý dù sao thì ông cũng là người đưa lý vào nghề ông cũng có trách nhiệm trong chuyện này nhưng ông Hoàng thì không thể mạo hiểm tính mạng của mình vì chuyện này được. Ông quyết định rút lui. Nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, ông Hoàng rút trong túi đưa cho ông qua một quyển sách đã ngã màu. Cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa. Đó chính là quyển bí kiếp trận pháp trừ tà do sư phụ hai ông để lại. Theo quy củ môn phái, cuốn bí kíp này chỉ truyền lại cho đại đệ tử thế nên chỉ ông hoàng mới có nhưng tình thế đã trở nên cấp bách không lẽ trơ mắt nhìn sư đệ đi vào chỗ chết mà không trợ giúp chút nào ông hoàng đành phá lệ giao bí kíp cho sư đệ mình dặn sư đệ bảo trọng rồi quay lưng bước đi ông qua thở dài tay lật từng trang sách mắt chăm chú không rời. Mấy ngày trôi qua, sau khi đã nghiên cứu kỹ các loại trận pháp trong cuốn bí kíp, ông Hoa quyết định sử dụng trận đồ bát quái để phong ấn nhốt đám âm binh ấy lại. Đây là một pháp trận rất mạnh, tuy nhiên nó đòi hỏi pháp sư phải hao tổn rất nhiều pháp lực để triển khai, mà ông Hoa thì giờ đã già, lại giải nghệ một thời gian pháp lực sút giảm đi rất nhiều. Nhưng mặc kệ, ông quyết liệu cái mạng già của mình, thế nào cũng phải nhốt đám âm binh đó lại, cứu đệ tử mình thoát khỏi nguy kịch. Ông qua gọi tôi đến để phụ ông chuẩn bị cho trận đồ trấn yểm. Ông sai đào một cái hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng hai chục mét vuông, sâu khoảng nửa mét. Lấy tám chiếc cọc cao tầm đầu người chiếu theo tám vị trí của bác quái đóng sâu xuống tám góc chỉ để nhô lên mặt đất khoảng nửa mét ông qua làm phép gì đó yểm vào tám cái cọc ông tôi xem không hiểu tiếp đến ông lấy ra một loại pháp dược lỏng màu đen vẽ lên đất nối tám cái cọc đó với nhau thành hình bát quái rồi lại tìm hai con mèo một đen một trắng đặt vào hai điểm tương ứng như hai mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày nhất giả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã hình thành. Chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để kích hoạt. Ông qua đợi đến đúng rằm tháng 7, ngày mà âm khí mạnh nhất trong năm, chuẩn bị một mâm lễ cúng thịnh soạn dặn ông nội tôi nửa đêm sẽ hành động. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo ông hoa và ông nội tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ bát quái cùng với một bát hương thật to ông hoa đốt đúng một trăm nén hương cắm vào đó ông hoa giải thích để dẫn dụ được đám âm binh ấy tiến vào trận đã bày sẵn cần bày một lễ cúng chúng lâu ngày đang đói cồn cào ta đem đồ ăn thức uống bày ra mời chúng thế nào chúng cũng trúng kế mà ào ào tiến vào giữa trận. Khi ấy, ông sẽ làm phép kích hoạt trận pháp, nhốt chúng lại, giết chúng thì làm không nổi, nhưng chúng cũng không thể thoát ra khỏi trận, đó gọi là phong ấn. Tiến hành trận pháp này hao tổn rất nhiều dương khí, mà khi luyện thành thầy phù thủy, ông qua đã thành người nửa âm nửa dương dương khí của ông chỉ còn một nửa so với người bình thường. Thế nên sau trận này, ông qua sẽ tổn hết dương khí, không thể sống tiếp. Giờ tí, đúng nửa đêm, ông qua rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào một dung dịch sền sệt màu đỏ, viết lên giấy những ký tự ngoằn ngoèo đầy bí hiểm. Chẳng phải giải thích thì ông tôi cũng biết đó là vẽ bùa còn cụ thể là bùa gì thì trời biết, đất biết, ông qua biết, chứ ông nội tôi còn lâu mới biết. Xong xuôi, ông qua ngồi xuống. Tay bắt quyết, miệng râm râm đọc thần chú bằng một thứ tiếng kỳ quái mà ông nội tôi chưa nghe thấy bao giờ. Lập tức, cảnh vật biến đổi khác thường. Những đám mây đen ùn ùn kéo tới, che kín ánh trăng dằn dặt của đêm rằm tháng bảy bầu trời phút chốc đã chuyển sang màu tâm tối mù mịt những cơn gió bỗng nhiên rít lên từng cơn như những tiếng gào thét đầy ma quái cát bụi bị thổi tung mù mịt những ngọn cây nghiêng ngã như muốn văng ra khỏi mặt đất ông qua thì thầm vào tai của ông tôi nói rằng đó là đám âm binh đang kéo đến đánh chén hai người tiếp tục nằm án binh bất động đợi một lúc cho chúng tới đông đủ. Bất chợt, ông qua dùng đứng dậy, dụt đến chỗ trận pháp, lẹ làng như một cơn gió. Ông rút ra một lá bùa màu vàng, tay bắt quyết, miệng đọc chú, rồi nhanh tay dán vào một trong tám cây cọc, kích hoạt trận đồ bát quái. Đám âm binh thấy động, lập tức ào ào xông đến tấn công ông qua. Nhưng vừa đến đường kẻ ranh giới của trận pháp, một bẫn lực khủng khiếp đánh giằng chúng trở lại. Đau đớn, chúng gào lên điên dại, mắt trợn lên hướng về phía ông qua gầm gừ. Rất nhanh, chúng nhận ra mình đã bị dây chặt ở đây. Tất nhiên, chúng đâu có dễ dàng chấp nhận. Lớp này tới lớp khác, điên cuồng đem hết sức lực cố xông ra khỏi kết giới hình bát giác nhưng vô ích. Mỗi lần chạm vào kết giới, chúng giật nảy lên như bị điện giật, đánh bật trở lại. Tất nhiên, cảnh tượng này chỉ có ông Hoa là thấy. Ông tôi chỉ sau này mới được ông Hoa kể lại. Ở bên ngoài, ông Hoa hộ pháp nhanh thoang thoát, vừa di chuyển quanh tám chiếc cọc, vừa đọc chú, yểm bùa vào từng cái cọc. Xong rồi đốt bùa, ngọn lửa bùng lên, lập lòe như ánh ma trời giữa núi rừng mông quạnh. Khi lá bùa cuối cùng cháy hết, ông qua khủy xuống, đổ sụp trên nền đất. Ông nội tôi dội lao tới, đỡ ông dậy. chị thấy gương mặt ông qua tái nhợt, ánh mắt thất thần, người không còn chút sức lực nào cả. Dương khí trong ông đã tiêu hao hết. Ông tôi cổng ông qua về nhà nghỉ ngơi, rồi theo lời dặn của ông qua, ông tôi quay lại chỗ trận đồ bát quái, đóng tất cả tám cọc kim sâu xuống, rồi lấy đắp lất bằng cái hố cát bắt giác đó lại. Thu gom mọi thứ, kiểm tra kỹ càng xong mới ra về. Theo như lời ông qua, nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, tay máy rút một cái cọc lên, trận pháp sẽ lập tức sụp đổ. Đám âm binh hung tợn ấy sẽ ào ào xông ra bao nhiêu căm hận vì bị giam nhốt thời gian dài phát tiết chúng sẽ điên cuồng tấn công ám hại dân quanh dùng hậu quả khôn lường về tới nhà ông qua lại đưa cho ông tôi một lá bùa dặn đem đốt rồi lấy tro quà vào chén rượu đem cho lý uống quả nhiên lý uống xong chỉ khoảng một tiếng thì tỉnh lại cơ thể đi lại bình thường Tuy nhiên sức khỏe không còn được một nửa như trước. Lý cũng hiểu được, đó chính là quả báo, mình làm thì mình chịu. Còn sống cũng là may mắn lắm rồi. Nghe ông tôi kể lại mọi chuyện, đôi mắt Lý rưng rưng lệ, lập tức cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ, cảm tạ ơn thầy đã liều mạng cứu mình. Thấy Lý tới, ông Hòa chậm rãi ngồi dậy khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn. Rồi ông thông thả, khuyên lý dạy câu, đại khái là sau này phải cải ác tùng thiện, siêng năng tạo phước thật nhiều mới có thể quá giải phần nào nghiệp chướng lúc trước đã tạo. Có thế mới mong sống yên ổn được. Sâu trong lòng, Lý đã thực sự hối hận. Lý hứa sẽ làm đúng như lời ông qua căn dặn và đó là những lời nói thật lòng nhìn gương mặt thầy mình hốc hác và đi tới cả chục tuổi chỉ trong một đoạn ngắn thời gian bằng con mắt của một thầy phù thủy lý thấy âm khí đã bao phủ kín trên thân hình gầy gụt ấy ông hoa chẳng còn sống được bao lâu những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ lăn dài trên má người đệ tử ông hoa tiếp lời Thôi, con đừng buồn nữa. Con nhớ lời ta làm như vậy, ta đi cũng an lòng. Ba tháng sau, ông qua mất. Lý, ông nội tôi cùng bà con khắp bản làng có mặt đầy đủ tiễn đưa ông qua về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn đám ma bi ai nặng trĩu tâm can những người có mặt. Những ngày sau đó, hằng đêm trong giấc mơ của lý luôn văng vẳng những tiếng kêu la gào thét của lũ âm binh vì có một mối liên thông giữa chúng với lý nên dù không thoát ra khỏi trận pháp chúng vẫn có thể hiện vào giấc mơ của lý đòi lý thả chúng ra không thì cũng dày dò tâm can lý bằng đủ mọi cách ma mị mà chúng có thể làm ra đêm nào cũng vậy khiến lý cực kỳ bất an cuối cùng lý cùng ông tôi từ biệt mảnh đất lai châu ấy lên đường trở về quê nhà lý cố gắng xóa đi cái quá khứ bi thương ấy bằng cách nỗ lực làm nhiều việc thiện ai nhờ gì là hăng hái giúp ngay mà không nhờ lý cũng giúp chẳng bao giờ cần một sự báo đáp nào cả thế nên làng xóm ai cũng thương cũng quý mà mấy ai biết được hết ẩn tình đằng sau cho tới tận những ngày cuối đời bệnh tật hành hạ ông lý liệt giường liệt chiếu người đời cho rằng trời bất công còn ông nội tôi chỉ lặng lẽ thở dài ông biết luật nhân quả một ly cũng không có sai chỉ là không phải ai cũng tỏ tường sự thật đằng sau mà thôi kể tới đây đôi mắt ông nội tôi đỏ ngầu rưng rưng lệ ông quay sang nhìn vào mắt tôi chậm rãi nói cháu à đừng bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác thay vì thế hãy giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể đã nhiều năm trôi qua nhưng câu nói của ông vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi luôn dẫn bước soi đường cho tôi trên những nẻo đường đời